Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Future lột xác theo cái size quay 15i với một cái dàn đồ chơi xịn sò. Cái chiếc Future chọn hôm nay đã được sở hữu đến từ một cái bạn tình thì. Bằng một cái sự sáng tạo và cô thẩm mỹ riêng của anh chủ, anh ta đã dọn một cái chiếc xe cực kỳ đẳng cấp mà ai nhìn vào cũng phải thích thú. Nhìn vào cái phần mặt tiền của chiếc xe hôm nay, chúng ta đã nhận được cái sự sang trọng đẳng cấp với một cái chiếc ốp não đã được ốp carbon vân tô ong 47. Chi tiết tiếp theo mình muốn nói đến đó chính là cái cụm thắng của Grand Public sắc sảo giá thành khoảng 12 triệu đồng. Nó còn sở hữu cho mình một cái nấm chỉnh active làm điểm nhấn, liên lạc với phần hai ống ga màu đỏ được câu từ cái cụm Donald hay ga dưới với cam màu đen tiền nhìn rất là cứng cáp. Nơi cái chân kính nguyên bản được người chủ tinh tế lắp đặt bằng một cái chiếc ốc inox sáng bóng, che bớt đi cái phần nào cái sự chống chảy khi không tận dụng cái kính lịch chiếu hậu. Dàn chân cam đùm niềng của chiếc xe hôm nay là cái sự kết hợp giữa cái cặp đôi bất hủ niên SL đen vàng đi cùng với bộ cam Nova sáng bóng, hai chi tiết thường thấy trên cái dàn chân của những cái chiếc phi chờ độ hoặc là chờ lâm y độ. Với một cái chiếc đĩa của Rainbow Outside, chiếc xe được cố định thông qua một cái chiếc lầm CC đã được nhuộm màu đen bóng, liên lạc với cái phần niềng. Heo trước tận dụng cái dòng của Rainbow Blitz nhỏ gọn nhưng không kém phần quyến rũ. Nhiệm vụ truyền tải dầu lực thắng được cho cộng dầu heo bóng độ S sặc sỡ và đầy lôi cuốn. Loại bỏ cái ốc âm lửa đơn điệu nguyên bản, nơi đây giờ đã bớt đơn điệu hơn nhờ vào hai chi tiết ốc kiểu inox hình tròn lạ mắt, một trong những điểm nhấn nhỏ nhưng hiện được sự tinh tế của người chủ. Giữ nguyên hệ thống thắng đùm phía sau nhưng cái dàn chân vẫn được người chủ chăm chút một cách đầy cẩn thận, với cái càng thắng đấm chỉnh của Takawa sắc sảo hơn, món đồ chơi mơ ước của nhiều anh em chơi cái hệ là thắng đùm. Và đây là cái phục ni chân N1 mức giá khoảng gần 20 triệu. Nó có cái tông màu đen cực kỳ cứng cáp, một cái điểm tối lịch lãm thu hút được ánh nhìn khi nằm ở giữa một cái tổng thể màu trắng tinh khiết. Không biết anh em thế nào nhưng mình thấy cái chiếc xe này rất là tinh tế theo cái gu của người chủ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Exeter 100 dọn cái bánh mâm đình đám làm mưa làm gió trong cái lòng là Exeter. Cái Exeter 100 dọn là nơi hội tụ vô số những cái thể loại lẫm mâm đẹp mắt và hiện đại. Cái mẫu mâm đang được nhiều ưa chuộng hiện nhất nằm trên cái chiếc xe hôm nay. Khi nhìn ngắm nó, anh em chơi cái dòng Exeter 100 độ nói riêng lẫn những anh em chơi Exeter nói chung chắc chắn sẽ đều mê mẩn trước nét đẹp bắt mắt của nó. Và đây là cái cụm thắng của Rainbow A15 hiếm gặp, một trong những phiên bản cái thắng linh hoạt có thể kiểm soát được nhiệm vụ những cái dòng heo từ 2 đến 4 bits. Cái cụm tăng tốc phía sau sẽ đến từ Domino, còn cái cụm công tắc ở hai bên được trao chuốt bằng cái cụm công tắc NVX. Dây dầu nguyên bản hiện tại được thay mới dầu heo bóng độ inox đỏ rực, liên lạc về cái màu sắc với cái danh hiệu của heo Fandomdit 2 bit đối xứng. Đi cùng đĩa của là KBF220, nó vô cùng nổi bật khi sở hữu cho mình những chi tiết tán đĩa inox đồng điệu với cái hoa văn có dịp ốc inox trên xe. Bộ mâm mình nói tính trong cái clip hôm nay đó chính là cái dòng mâm của XR mẫu của nhà Daytona mức giá khoảng là 2 triệu đồng. Nó thuộc về phiên bản là đĩa trước đùm sau, phù hợp với những anh em chơi cái dòng Easter coi tự động. Mức giá cũng rất là dễ chịu nhưng kiểu dáng thể thao không kém gì cái dòng Daytona xịn sò, mức giá từ 8 đến 9 triệu. Phuộc xin cũng được thay mới bằng phuộc Olin cái mã O761, phiên bản có chiều cao tương đương với phuộc nguyên bản của nhà Yamaha. Tuy nhiên nó lại êm ái và ổn định hơn rất nhiều khi di chuyển trên những cái địa hình gồ ghề hoặc vận hành ở những giải tốc độ cao. Vị trí mặt tiền của cái chiếc xe hôm nay đã trông hiện đại hơn với cái bộ ba phụ kiện đến từ SinFast là cái kính chắn gió, chói đèn LED 2 tầng, xi-an trước màu khối, nâng tầm thẩm mỹ cho diện mạo tổng thể và vô cùng nổi bật xuất hiện trên một cái diện áo đen tuyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, share, subscribe.